Chào mừng mọi người đến với kênh Hồng Vân Entertainment. Mọi người biết sao không? Hôm nay thì cái kênh vlog ăn cùng Hồng Vân, Vân sẽ chuyển hướng. Có nghĩa là thay vì đi đến các nhà hàng ăn uống thì Vân sẽ nấu nướng và ăn tại nhà. Xung quanh Vân á, với cái chậu mai bé xíu như thế này, bánh trái, bánh tét và mâm trái cây như thế này, mọi người chắc cũng đoán được đây là những ngày gần Tết. Thực sự mà nói thì trong suốt một năm á, đi làm việc quá nhiều, không có thời gian dành cho gia đình nữa. Nhưng mà cái sân khấu của Vân á, và bản thân và gia đình Vân cũng vậy, có một cái truyền thống bắt đầu từ ngày ông Táo về trời, tức là ngày 23 Tết là Vân nghỉ hết mọi thứ, không có làm gì hết và chỉ ở nhà để lo trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón Tết mà thôi. Thì thực sự thì mọi người á, hay có cái thói quen vậy nè, cái gì cũng dồn đến Tết, bắt đầu như ngày mùng 1 Tết bắt đầu mới là cắt bánh chưng nè, rồi bắt đầu mới làm rất những cái, tức là những cái gì mà mình mua từ trước Tết á, là đến ngày đó bắt đầu mình mới chờ bạn bè đến rồi mình mới mở ra mình ăn. Nhưng mà riêng với nhà Vân á thì Vân lại không như vậy, bắt đầu từ ngày 23 Tết đã là Tết rồi, cho nên rằng là những cái gì mà thuộc về Tết là gia đình Vân bắt đầu hưởng thụ từ ngày 23 Tết. Ví dụ như ngày hôm nay á, là Vân sẽ nấu một cái món gọi là vịt nấu chao. Vịt nấu chao á, là một cái món mà Vân mê từ hồi còn bé xíu lận. Khi mà nghèo ơi là nghèo đi học á, mà thèm cái món vịt nấu chao, thèm cái nước béo béo của cái lẩu nè, thèm cái mùi chao nó thơm thơm nè, thèm những cái vị mà khoai môn nó tan chảy ở trong miệng. Và nhất là những cái bà vịt mà khi mà có là chẻ bả ra rồi, nấu rồi ha, là bả được ướp bởi những cái gọi là những cái gia vị mà nó thơm ngon, nó ngọt ngào á, là chịu không có nổi. Hồi đó lúc còn nhỏ là Vân hay đi ăn vịt panda đó. À, nhưng mà sau này lớn lên khi mình bắt đầu có tiền và mình bắt đầu có một cái kiến thức về ẩm thực rồi, là bắt đầu mình hay ăn nhiều nơi, sau đó là mình sẽ chắt lọc ra một cái công thức cho riêng bản thân mình. Tại vì thực ra mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau mọi người. Thành ra là đến ngày hôm nay thì khi mà Vân bắt đầu có được một cái công thức riêng của mình rồi thì Vân lại rất muốn chia sẻ với chị em nội trợ. Nói cho mọi người nghe cái kênh mà vlog ăn cùng Hồng Vân của Vân á, là được các chị em ở các bà nội trợ ở nước ngoài á, là những chị em xa xứ á, thì lại rất là thích. Và có những cái inbox hoặc là những cái hỏi thăm Vân rất là nhiều về các món ăn, về những cái món ăn khoái khẩu của Vân. Thì trong đó có một cái món gọi là món vịt nấu chao. Thì ngày hôm nay ha, Vân sẽ gọi là chia sẻ cái bí quyết để mà chị em mình ở bên đó có nhiều khi ăn đồ Tây nhiều á, thì mình sẽ tự chủ động mình nấu một cái bữa vịt nấu chao. Mà tất cả những cái món này là, tức là những cái gia vị á, là ở bên nước ngoài có hết rồi. Đó, đây. Mọi người nhìn đi. Một con vịt 3kg. Và sau khi mà nhổ lông, nhổ lá, rồi mổ ruột, mổ gan, mổ phổi ra rồi thì nó còn khoảng chừng 2 kg mấy. Lý do tại sao Vân xài con vịt bự như vậy? Bởi vì gia đình Vân đông. Vân ở chung với cha mẹ. Rồi thì nói chung là anh chị em tới hưởng thụ cái món vịt này hơi nhiều. Và nhà Vân cũng rất nhiều người ưa chuộng cái món này. Thành ra Vân chọn cái con vịt lớn một chút xíu. Đó là một lý do. Nhưng mà lý do thứ hai nè mọi người. Lý do thứ hai là bởi vì thường á, cái vịt lớn á, thì nó, cái độ hôi á, tức là cái sự hôi của vịt nó sẽ bớt đi. Nó ít so với những cái loại, tức là những cái con vịt nhỏ hơn khoảng ký mấy. Đó, thành ra là cho dù hôm nào nhà Vân ăn ít người, Vân cũng sẽ chọn vịt bự, sau đó là Vân cắt một nửa, Vân nấu chao, ví dụ vậy, còn một nửa cơ Vân làm gỏi hoặc là Vân làm gọi là luộc á, luộc để ăn cho mắm gừng đó. Rồi bây giờ thì quên nữa, Vân phải nói sơ về cái áo. Có ai mà làm bếp mà mặc cái áo diêm dúa vậy không trời? Nhưng mà mọi người biết tại sao không? Thứ nhất là hôm nay Vân xuất hiện ở trên kênh vlog này để mà giao lưu với mọi người. Cái thứ hai nữa là gần Tết rồi, lỡ mình đang nấu mà khách khứa tới thì mình khỏi mất công mình lên thay đồ. Thành ra hôm nay Vân mới có một cái bộ đồ diêm dúa như thế này. Nhưng mà vô tình sao nó giống cái màu bánh chưng.
giống bằng bánh chưng. Xong hồi coi hồi cái nó giống cái màu cờ no. À, nói về cờ no thì Vân cũng muốn nói với mọi người, trao đổi mọi người lâu rồi, đã từ rất lâu rồi, thì những cái món ăn trong gia đình Vân á là không thể thiếu cái cờ no này. Đó. Vân không biết lý do tại sao, nhưng mà tức là khi mà Vân thì nước mắm thì Vân lại không có biết ăn nước mắm nhiều, mà Vân lại ăn nước tương. Vân rất là thích nước tương, nhưng mà ông xã Vân thì lại cực kỳ mê nước mắm. Thế nhưng mà cái vị mà để Vân nêm ấy thì thường hồi xưa là muối trắng, muối mà không có, tức là muối mà để cho ghi là mọi người hay quảng cáo nó là không có để bị bú cổ ấy. Đó, nhưng mà sau này thì cái đó nó vẫn còn bị thiếu cái độ ngọt, cho nên cứ phải nêm bột ngọt. Mà Vân lại bị cái bệnh là ăn bột ngọt là bị dị ứng. Thành ra là cuối cùng cái giải pháp tối ưu cho gia đình Vân đó là bột cờ no. Cờ no thành ra là tự dưng á mình nó gần như là một cái giống như là, giống như mình ở trong bếp, cái đầu tiên của mình nó phải là cái cờ no trước. Mình rải, mình ướp, mình nấu cái gì lúc nào nó cũng không thể thiếu cái thành phần này, bởi vì nó rất là ngọt. Mọi người cứ nghĩ là Vân quảng cáo cho cờ no, nhưng mà thực chất là tại vì như thế này, cái cờ no thì nó có rất nhiều loại, thành ra Vân phải hướng dẫn cụ thể là để mọi người đừng có lộn. Là ví dụ như khi mình nấu ăn nè, chẳng hạn như nhà Vân xài là Vân sẽ loại xài cái loại mà thịt thăn xương ống và tủy, là bởi vì nó rất là ngọt, nó ngọt nước mà mình không cần phải cho bột ngọt đó, ý là như vậy đó. Còn bây giờ thì khi mà mình đi vào sâu vào trong cái món ăn này nha, thì mọi người chú ý giùm Vân nha. Mấy cái bà vịt đó là bà hôi, tức là bà vừa hôi mà bà vừa hôi từ lúc bà sanh thời cho đến khi bà thác rồi, bà bị người ta nhổ lông mà lục trần sự nghiệp bà ra rồi bà vẫn hôi. Nếu mà hên lắm á thì mình sẽ mua được một cái bà vịt mà bớt hôi, nhưng mà hầu hết vịt là phải hôi. Thành ra để khử cái mùi hôi này á thì chúng ta phải dùng đến rượu trắng và gừng băm nha mọi người. Đó, mình sẽ, nói chung là mình sẽ pha mix lại với nhau, mình pha lại. Sau đó đó là mình xoa hết lên người mấy bà, mình xoa hết. Cái này Vân đã làm rồi, thành ra là những cái bước thao tác này nó rất đơn giản, thành ra Vân không có làm lại cho mọi người thấy. Mình thoa hết rồi sau khi mình mổ xẻ xong xuôi rồi mình cũng bóp hết tất cả mọi nơi. Rồi kể cả bộ đồ lòng tất tần tật, trừ cái huyết nha. Đừng có thoa cái huyết nha. Đó. Bóp hết bộ đồ lòng rồi tất tần tật mọi thứ mình rửa đi. Sau đó thì mình rửa qua nước lạnh trở lại nha mọi người. Và đặc biệt á, ở bên nước ngoài á, thì nhiều khi chị em phụ nữ mình á, hoặc là trong gia đình mình ít ai biết ăn phao câu vịt. Nhưng mà ở Việt Nam á, nhất là các cụ á, giống như bố Vân á, thì lại cực kỳ thích ăn cái phao câu vịt. Thành ra là ở bên kia nếu mọi người không ăn thì ta có thể khoét ra, ta chặt, ta bỏ. Nhưng mà với những người nào mà thích ăn phao câu vịt á, mà không phải là mình ăn nhưng mà bố mình ăn, thì mình vẫn phải khử cái hôi đó bằng cách là đây nó có cái này nè mọi người. Đó, cái miếng chỗ này nè, chút xíu mình sẽ phải cắt nó ra, cắt khoét bỏ cái nhân này ra nè. Vân không biết là mọi người ở bên kia, chị em phụ nữ mình có để ý hay không, nhưng mà nếu chưa để ý thì bây giờ mình để ý nha. Đây nè, cái cục này nè, mình khoét mình bỏ đi. Đó, thì bố của mình ăn cái phao câu này vô nó sẽ không có bị hôi. Đó nha mọi người nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình vào chi tiết. Vân sẽ chặt cái vịt này ra từng khúc một. Vân chặt ra để mà mình ướp. Còn bí quyết ướp như thế nào hồi sau sẽ rõ. Đã xong khâu chặt thịt. Mọi người ơi, chờ Vân chút xíu. Chặt thịt này cũng là cái cam go nhất nè. Chị em phụ nữ ơi, ở bên kia nếu mà cái vụ chặt thịt này á là nhờ ông xã chặt giùm chứ không mệt mỏi lắm á nha. Hôm nay là Vân biểu diễn, Vân ráng cố gắng thôi, chứ còn thực sự là Vân nhờ người khác chặt hết chứ Vân chặt không có được. Nói chung là như thế này, nếu chặt thịt mình sẽ tính theo kiểu như vậy nè. Nếu mà nhà mình mà có nhiều đàn ông con trai lực lưỡng thì mình sẽ chặt miếng lớn như vậy. What? Đó. Và nếu mà nhiều, có nhiều phụ huynh, phụ lão hoặc là con nít nhỏ thì mình sẽ chặt miếng giống như thế này. Oh no. Bung miếng mà chắc rớt hay sao? Này bung miếng nè mà chắc rớt hay sao á, thực sự. Tức là như vậy nè mọi người.
Vân đưa ra hai cái option này để mọi người thấy rằng cái này thì sẽ là bị bự quá nha, cái này sẽ bị nhỏ quá. Trong một cái nồi dịch nấu chao, tất cả những cái miếng thịt nó phải bằng nhau. Để làm chi? Để khi nó chín là chín một lượt. Chứ còn cái này á thì nó chưa chín mà cái này thì nó rụt luôn, không còn một miếng thịt nào cả. Cho nên đây là một cái option. Đây, tất cả những miếng nó đều nhau như thế này nha mọi người. Đó, cố gắng, đó. Tất cả đều như ly như lâu vậy nha mọi người nha. Đây, đó. Và bây giờ thì mình sẽ trải qua cái phần gọi là phần ướp thịt nha mọi người. Làm đúng vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Cái này thì Vân không phải dặn các chị em ở bên, chị em phụ nữ bên nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam mình á thì mình cố gắng là hả mà cứ xong cái này là mình ra mình rửa tay đó cho chắc ăn. Nói chung mình giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người thân yêu của gia đình mình, đó là một cái điều mà hoàn toàn nên làm. Đây là một cái chậu, một cái chậu mà Vân dùng riêng để ướp, để ướp. Mình đổ qua. Mình phải lấy bao tay đàng hoàng. Đâu rồi? Đây rồi. Để sẵn đây rồi mà không nhớ thì chứ. Mọi người biết sao không? Khi mà ướp cái này á thì Vân không biết là những ở trên mạng á thì mọi người sẽ có một cái công thức chung cho tất cả, cho tất cả những nồi dịch nấu chao, nhưng mà riêng cái công thức của Vân á thì Vân lại không có, tức là Vân có biến báo một chút xíu. Phải nhớ là bỏ cái miếng bự và cái miếng nhỏ ra đi, không làm hư nồi dịch của Vân mất. Đây, cái đó là luộc đó. Cái đó là luộc cho mắm gừng. Lý do đơn giản là tại vì bố của Vân á là ông rất là thích ăn luộc. Đó, ông mê luộc lắm cho nên để riêng vậy đó, để luộc cho ông ăn. Đây nha mọi người, Vân sẽ ướp với hành. Hành tím mình băm nhuyễn ra nha mọi người. Đó, mình băm nhuyễn ra. Đó, mình ướp vô. Rồi, cái tiếp theo nữa là tiêu. Đó, tiêu nha mọi người ơi, tiêu nè. Tiêu cũng gọi là xay nhuyễn ra luôn. Rồi, tỏi băm. Đó, mình ướp tỏi xong rồi, bây giờ sẽ đến phần gừng. Thực ra là rửa gừng, rửa bằng rượu xong. Nhưng mà cái, tức là riêng Vân thôi nha. Riêng Vân á, là Vân vẫn cho gừng vô ướp luôn. Đó, tại vì hồi nãy thì mình chỉ rửa cái phần da thôi. Còn á, nó còn có những cái phần bên trong, nhiều khi mình những cái ngóc ngách mà mình chưa có rửa. Đó, và Vân sẽ cho thêm rượu. Rượu là 2 muỗng nhỏ này thôi mọi người. Rượu trắng là nó sẽ làm cho, thứ nhất là cái thịt nó rất là thơm. Nó ướp vô cái thịt luôn. Đó, nha. Thịt sẽ rất là thơm và nó sẽ không có mùi hôi khi mà mình ăn. Thì riêng với cờ no thì mình sẽ cho một ít lúc đầu để nó thấm vô cái thịt. Là mình cho 2 muỗng. Mình cho 2 muỗng. Rồi trong quá trình khi mà bắt đầu mình nấu á thì mình thấy còn lạc thì mình sẽ nêm thêm. Đó, mình cho 2 muỗng thôi. Bây giờ là đến cái phần nó gọi là có dịch rồi, bây giờ sẽ tới chao. Cái chao này mua rất là ngon mà rất là, có nghĩa là Vân không biết nói sao, nhưng mà chắc ở nước ngoài thì mình không thể có được cái loại chao này. Loại chao này là một cái nơi mà ở chùa mấy sư làm, và Vân đặt một lần như vậy ở gia đình là 10 đến 15 hũ. Nhờ diễn viên hiệp hí mua giùm á, chứ còn Vân cũng không biết cái chùa đó ở chỗ nào luôn á. Thì mình sẽ bỏ nửa hũ này. Mình băm nhuyễn ra. Đó, mình coi như là mình giống như mình cà cho nó nhuyễn ra xong mình mới bỏ vô. Rồi một nửa hũ này nữa là chút xíu nữa là mình làm nước chấm á, là hết đó. Mình sẽ làm nhuyễn ra như vậy nha mọi người. Đó. Cho nó nhuyễn chao ra.
Và riêng cái chao này thì mình cho một chút xíu đường. Tại vì cái này chao nó đã mặn rồi, cho nên mình sẽ không bỏ cờ no vô chao mà mình sẽ bỏ thêm bỏ đường để chi để nó bớt cái độ mặn của cái chao này đi. Thực ra nếu mà nói về công thức á, thì thường là các bà nội trợ ít khi nào mà cân đong đo đếm ở từng muỗng giống như là cân tiểu ly, mà nấu theo cái cảm tính mình nhiều, là bởi vì mình đã nấu ăn thường xuyên á, thành ra là cái cảm tính đó nó rất là có lợi cho các bà nội trợ, bởi vì cái thời gian thì không có nhiều mà mình phải ke re cắt rắc, mình đứng mình cân đong đo đếm từng ly từng tí thì nó rất là mất thời gian. Thành ra Vân cũng vậy, cho nên rằng có đôi lúc mà cơ thể mình nó không được khỏe mạnh đó, hoặc là hôm đó tâm trí mình nó không được vui đó, cái mình làm trật đi một chút thì bữa đó là cái món ăn của mình hoặc là nó sẽ mặn quá hoặc là nó sẽ lạc quá. Đây đó, nó nhuyễn nhừ vậy rồi nha mọi người ơi, nhuyễn nhừ, cố gắng nhuyễn càng tốt. Lý do là bởi vì nếu như những cái miếng chao mà nó chưa được nhuyễn ra thì nó sẽ còn những cái, chứ là những cái cục như vậy nè, mà mọi người mà lỡ mà nó vô những cái khe của những cái xương á, mà mình ấy vô trong miệng mình á, thì tức là khi mà mình cắn vào trong miệng mình thì nó sẽ bị mặn quá. Mà những người trẻ mà ví dụ như bị cái cục mặn đó thì không sao, nhưng mà những người lớn tuổi á, mà bị một cục mặn như vậy á, thì tăng xông dễ lên, huyết áp dễ lên. Nhà Vân á, là Vân ở chung với bố mẹ, thành ra Vân rất là kỹ những cái này. Rồi bây giờ bật đồng dép mình để vô nè. Ngay cả khi mà mình làm gì mình cũng phải rải đều ra cho nó bắt đầu đều từ gốc. Nếu mà mọi người đứng gần Vân á, mọi người sẽ nghe bắt đầu cái mùi thơm á, từ vịt nè, từ chao nè, rồi từ những cái đồ nêm nếm nè, nó giật mùi lên. Và bây giờ bắt đầu đến quá trình trộn. Đó, trộn nè mọi người. Đó, Vân để vậy để cho mọi người dễ thấy nha. Đó, mình á, nói chứ cái phần mà bày biện á, nó rất là quan trọng nha mọi người. Ví dụ như là cái thau mà để trộn này nó không có đẹp như thế này á, thì mình sẽ thấy là cái phần vịt này nó sẽ bớt ngon. Tại vì những người mà khi mà ăn á, được hưởng thụ rồi á, thì không thấy cái quá trình làm. Cho nên rằng sao cũng được, nhưng mà bản thân mình ví dụ như là nếu như mình không tạo ra cái gọi là giống như mình tự kích thích cho mình từ cái lúc mà mình nấu á, thì thường bà nội trợ là nấu xong rồi là ăn hết nổi luôn, không còn thiết ăn nữa. Cho nên là Vân á, khi mà Vân không nấu thì thôi, Vân nấu á, là những cái đồ này Vân quan trọng lắm. Để anh chi bắt đầu mình bắt đầu thèm ăn từ bây giờ nè. Từng miếng nè, đó, rất là đều luôn nha. Đều, đó. Bây giờ Vân sẽ ướp ở đây chừng 3 phút thôi. Rồi sau đó, đó là mình sẽ tiến hành cái vấn đề là mình nấu nha. Còn bây giờ á, thì mình sẽ qua cái phần gọi là khoai. Thực ra với cái khoai này á, nó rất là đơn giản, không có gì mà mình phải chỉ bảo cả. Thế nhưng mà bởi vì có một số những cái bí kíp như thế này mà bắt buộc Vân phải show ra cho mọi người thấy. Tức là với cái khoai môn á, thì mình sẽ cắt nó nhỏ như thế này. Đây nè, từng miếng nhỏ như vậy. Lý do là sao mọi người biết không? Có nhiều người á, nấu vịt nấu chao thì sẽ chiên lên. Đó, chiên cái miếng khoai môn này lên. Nhưng mà Vân thì Vân không chiên. Mọi người biết tại sao Vân không chiên không? Chiên để làm gì? Chiên để cho giữ được cái miếng khoai nó không bị rã ra, thì nhìn cái nồi vịt nó mới ngon, nó mới đẹp. Thế nhưng mà khi mà mình nấu cho gia đình mình ăn thôi, thì là nếu như cái khoai đó nó không rã ra thì thực sự mà nói là nó không có béo cái nước. Đó. Thế nhưng mà nếu như mình không chiên mà mình để không, mà mình để vô trong cái nồi á, thì cái khoai nó rã ra hết, thì nhìn cái nồi lẩu nó sẽ rất là, tức là nó ngon thì rất ngon, nhưng mà nhìn nó sẽ rất là chán chường, là bởi vì nó sền sệt giống như nấu bột vậy đó. Nó cũng khó khăn trăm đường. Chính vì vậy mà Vân mới nói là mọi người để ý giùm Vân ha. Mình sắc những cái miếng nó nhỏ như thế này thôi. Và sau đó thì Vân sẽ xào lên. Vân xào sơ đi. Vân xào thì Vân sẽ cho những cái gì vô nguyên liệu. Nó sẽ là gồm mà dầu điều, một chút xíu dầu điều và chút xíu cà no. Đó là Vân bỏ vô để cái miếng nó hơi săn lại,
nó hơi săn lại thôi. Và mình sẽ canh khi nào cái miếng vịt bắt đầu nó rục rồi, nó mềm rồi á, lúc đó mình mới bỏ khoai. Còn tùy mọi người thôi, cái đó là cái cách của Vân thôi. Chứ còn đương nhiên là Vân không thể nào mà nói là cái cách của Vân là cách tốt nhất, hoặc cái cách của Vân là cách ngon nhất. Không phải như vậy nha mọi người. Mà cái này là Vân chia sẻ bằng cái kinh nghiệm của bản thân thôi. Tại vì Vân cũng rất là gọi là có một cái thú vui, gọi là thú vui ăn uống đó. Cái đam mê ăn uống đó. Nên là Vân hay bắt chước. Vân hay bắt chước và Vân hay thử nghiệm là nếu như mình làm về nó có ngon hơn không. Hơn nữa ông xã Vân lại làm bên nhà hàng nữa, thành ra là Vân hay hỏi ý kiến của ổng và Vân thử thì Vân thấy rõ ràng là nó ngon hơn rất là nhiều. Khoai hoặc là bí bí đỏ đó, khi mà mình bỏ vô nấu á thì nó cực kỳ ngọt, nhưng mà nếu mà mình nhiều quá thì nó cũng sẽ làm cho cái nồi lẩu của mình nó bị thành giống như là nấu bột rồi, chứ không phải nấu lẩu nữa. Mọi người có để ý tới cái miếng xả không, miếng xả ở đây không? Vịt nấu chao mà xài xả là sao? Nhưng Vân thấy là ở nhà, tức là mình có thử qua cái lúc mà xào á, cái lúc mà xào để mà chuẩn bị cho vịt vô á, thì Vân hay xào sơ bằng cái xả, cho cái xả vô xào luôn, thì cái mùi nó rất là ngon. Mình chỉ đập như vậy thôi nha mọi người, mình không có sắc ra nha. Rồi, phần cuối cùng đã xong, tất cả nguyên vật liệu đã xong rồi. Bây giờ thì bắt đầu đến cái phần nấu nướng. Vân sẽ cho luôn cả hai cái cùng một lúc. Nếu mà nói chung là nếu mình có thư thả thời gian á, thì mình sẽ làm từng phần một. Nhưng mà mình bận bịu quá thì thôi, mình cứ như vậy đi. Mình cứ như vậy đi cho nó khỏe. Đó, cho cái này vô. Xào sơ thôi nha mọi người, chứ mình không có để lâu. Mình cho một chút cờ no vô để nó thấm vô cái khoai đó. Rồi một chút xíu dầu điều vô, nhìn cho cái khoai nó đẹp. Xíu dầu điều vô đây luôn. Đừng có nhiều quá, nó sẽ thành một cái nồi mà nó bị màu á. Màu rất là nhiều. Bây giờ mình có thể đổ nước dừa vô được rồi nha quý vị. Bạc. Rất là hùng dũng trong vấn đề mà chọc dừa. Đây. Ở Việt Nam mình có điều kiện là dừa tươi nhiều, thành ra là mình cứ việc dùng dừa tươi nha mọi người ơi, mọi người. Và chỉ có nấu bằng dừa thôi thì á nó sẽ ngon, mà ngon một cách khủng khiếp nha. Bây giờ là mình chỉ có chờ thôi. A few moments later. Vừa rồi mọi người thấy sôi sùng sục rồi đúng không? Sau khi mà Vân đã vớt tất cả những cái bọt này mình vớt ra hết. Đó. Vớt ra hết nha. Mình sẽ nêm, bây giờ bắt đầu á, Vân nêm thử cái nước nha mọi người. Thực sự y như là Vân nghĩ trong đầu luôn. Có nghĩa là cái nước này hiện giờ nó đang ở cái mức độ như nào mọi người biết không? Vân cho thấp lửa xuống chút xíu. Tức là hiện giờ á là nó đang rất là ngọt, nó ngọt lắm. Lý do là bởi vì á là Vân đã đổ vào đây là 4 trái dừa rồi. Ha, thì là nó ngọt của nước dừa, ngọt của thịt,
nhưng nó hơi bị lạc. Cái lạc ở đây là cái lạc đậm đà của cái vị mà gọi là vị muối nè, vị nước mắm nè, rồi nói chung là mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà nó cái lạc này là bắt buộc mình phải nêm thêm cờ no đó. Nhưng mà mọi người nhớ giùm Vân nha, tức là với cái nêm vì cờ no họ quá nhiều thương hiệu, họ quá nhiều cái gọi là cái chất liệu á, thì thành ra là mình phải dùng hạt nêm, thịt thăn, xương, ống và tủy thì nó mới thay cho tất cả, thay cho bột ngọt, thay cho muối, thay cho nước mắm. Bây giờ Vân sẽ nêm lại nha. Trời ơi, Vân rất là mong là có một người nào mà không phải trong nhà Vân á sẽ ăn chung với Vân cái nồi lẩu này để thấy là hiện giờ nha, nó có một chút xíu mùi xả, nó ngộ lắm, rồi là cái mùi chao, nhưng bây giờ nó còn thiếu một cái vị gì đó là vị khoai. Thì cái vịt bây giờ là nước thì quá vừa rồi nè, nước vừa lắm rồi. Bây giờ sẽ đến cái phần Vân thử cái miếng vịt nha. Vân thử cái miếng vịt xem là mình đã bắt đầu đổ khoai vô được chưa. Tại vì mình đổ sớm quá mà vịt nó chưa mềm á. Vịt nó chưa mềm á thì là mình sẽ bị cái khoai nó bị rục quá. Thử bằng miệng luôn nha. Được rồi, tại trong gia đình mình thôi, khi nào có khách á thì mình đừng thử kiểu này nha mọi người. Nhưng mà gia đình mình á là gồm có chồng mình nè, con của mình nè, với lại bố mẹ mình, cho nên là không sao. Được rồi. Nói thử vậy thôi, nhưng mà sau đó là mình để riêng cái này mình tự gặp nha, chứ đừng bỏ vô nồi lại nó kỳ lắm. Đó, nó là như vậy đó. Bây giờ thì Vân đổ khoai vô nha mọi người. Vân sẽ vớt cái xả này ra. Tại vì mọi người biết sao không? Để cái xả mà lâu quá nó sẽ chuyển thành đắng. Vớt ra rất là chi tiết. Mình nấu cho những người thân yêu của mình mà, cho nên là tất cả những cái này mình phải hết sức là cẩn thận và chi tiết. Tại vì để lâu quá nó rụt ra nó sẽ bị thành đắng luôn á mọi người. Đó, nên mình cần cái vị thơm của nó xong là đủ rồi. Sứ mạng của em đến đây là hết nha em xả. Bây giờ thì cái nơi ở của em sẽ là thùng rác. Thiệt là tội nghiệp, mới huy hoàng đây bây giờ qua thùng rác liền luôn. Bà Hồng Dân quá là tàn ác. Nhưng mà em ở đây một hồi em rụt ra là em bị đắng như vậy thì bố mẹ chị ăn không có được nha em nha. Rồi, ngon quá mọi người ơi, vẫn còn một trái dừa nữa vẫn đổ vô luôn. Tại vì mọi người biết tại sao không? Mình phải thủ nha. Tại vì cái trái dừa này á là cái trái dừa mà backup để làm chi? Thứ nhất, nếu như sau khi bỏ khoai vô mà nó đặc thì mình sẽ đổ thêm vô. Cái thứ nhì là sao? Vì hồi nãy lúc mà khi mà Vân xào khoai, Vân có để bột cờ no vô, thành ra nếu như nó có đậm quá thì mình lại có nước dừa để mình cứu bồ liền. Quá là hay ho, đó là một công thức riêng biệt của Vân thôi. Nếu mà ai cảm thấy là cứ thử theo Vân một lần đi, sẽ thấy là rất là ngon. Trời ơi, bà dừa này sao mà bá hơn. Cách mà xe một cách quá là đó. Bà dừa này còn con gái nè. Đó, cái này mới là phụ nữ sanh 3-4 đứa rồi nè. Đó, cái này mới là phụ nữ sanh 3-4 đứa rồi nè. Chứ ai mà xe mà chút xíu vậy trời. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ngồi mình chờ thôi. Mình chờ để mình cùng thưởng thức cái món vịt nấu chao cùng với cả gia đình mình. Wow! Mọi người ơi, bây giờ là xong rồi. Xong một cái thành phẩm rồi. Đó, thì với cái món vịt nấu chao này á thì Vân nghĩ là mọi người có thể ăn với bún nè, hoặc là ăn với bánh mì, và nhớ là không thể nào thiếu được cái gọi là cái nước chấm mà mình làm bằng cái phần chao còn lại của cái hũ chao đó. Bên cạnh đó thì đây là cái đĩa rau ở trong cái nồi lẩu. Thực ra với cái đĩa rau này á, thì thực sự là nó
chắc là các bạn ở bên nước ngoài á, chắc không có đủ cái nguyên liệu của cái rau này đâu. Nhưng mà ngược lại thì các bạn có những cái món salad rất là ngon, những cái loại cải xoắn đồ này kia nọ nó ngon ghê lắm, thì mình có thể thay thế được. Và đặc biệt là cái này là Vân bật mí một cái bí gọi là cái bí kíp riêng cho những chị em nội trợ của mình ở bên Mỹ nha, ở bên nước ngoài là gì nè, khi mà cái phần rau mình thiếu thì mình có thể thay thế bằng nấm. Ví dụ như là trong nồi lẩu của nhà Vân á, thì thi thoảng là Vân có bỏ nấm rơm vô, hoặc là những loại nấm này, nấm này thì ở bên kia là mình sẽ có rất nhiều loại nấm này, thì là nó sẽ thay cho những cái rau mà mình thiếu. Ví dụ như ở bên đó là cái rau này thiếu dữ này, rau rau này gọi là rau tầng ô đó, đây là rau tầng ô. Đảng trí lớn tuổi rồi, đảng trí dữ lắm. Rau tầng ô nè, rau mùng tơi nè, rau muống nè, đậu bắp nè, cải đó, thì những cái này nếu thiếu thì mình sẽ thay bằng nấm, và chắc chắn là cải là bên nó không có thiếu rồi. Rồi bây giờ chắc Vân phải xin phép mọi người là Vân sẽ dùng bữa với gia đình. Tết cũng sắp đến rồi, thì Vân cũng chúc mọi người có một cái sức khỏe thật là dồi dào. Bởi vì đối với Vân có sức khỏe là có tất cả mọi thứ. Mình chỉ cần sức khỏe là mình sẽ làm ra mọi thứ trên cuộc đời này. Và muốn giữ gìn sức khỏe mình thật là tốt thì nhớ là trong các món ăn á, mình phải chú ý từng ly từng tí một trong vấn đề vệ sinh. Ở bên nước ngoài thì cái môi trường của họ quá tốt rồi, nhưng mà với Việt Nam mình á, thì đôi khi những môi trường nó chưa có được thực sự là trong sạch. Thành ra là mình cố gắng rửa ráy rồi ngâm nước muối cho cẩn thận tất cả các loại rau nha mọi người. Đó, và nói tóm lại thì đây là tất cả những cái gì nó đã hỗ trợ cho Vân để tạo thành một cái món này. Trong đó không thể quên cái bạn này. Ê, Vân mê cái bạn này dữ lắm nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ đến với kênh Vlog Ăn Cùng Hồng Vân, và nhớ subscribe cho Vân ở kênh Hồng Vân Entertainment nha.